Các bạn xin mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 4 sách cánh diều qua sách và bài tập bài 41 luyện tập tiết 2. Trong video hôm nay các em sang bài tập số 4. Cuộn dây thép dài 5 mét thì cân nặng 250 g. Hỏi cuộn dây thép cùng loại đó cân nặng 2.500 g thì dài bao nhiêu mét? Rồi chúng ta cùng phân tích và giải bài toán. Ở đây các em lưu ý, thép cùng loại có nghĩa là càng nặng thì càng dài, càng nhẹ thì càng ngắn. Được chưa? Nó tỷ lệ với nhau. Khối lượng và chiều dài nó tỷ lệ với nhau. Càng nặng thì càng dài, càng nhẹ thì càng ngắn. 250 g dài 5 mét. 250 g dài 5 mét. Vậy 2.500 g nó nặng hơn, tất nhiên là nó phải dài hơn. Vậy dài bao nhiêu mét? 2.500 g dài bao nhiêu mét? Để giải bài toán này, bước 1 là các em rút về đơn vị 1 mét nặng bao nhiêu gam. Bước 1, tính khối lượng của 1 mét dây thép. Bước 2, chúng ta mới tính chiều dài của 2.500 g dây thép. Được chưa? Rồi muốn tính khối lượng của 1 mét dây thép, chúng ta làm thế nào? 250 g dài 5 mét. Vậy muốn biết 1 mét nặng bao nhiêu gam, ta lấy 250 g chia đều cho 5 mét, thì sẽ tính được khối lượng của 1 mét. 250 chia 5, 25 chia 5 bằng 5, tức là 250 chia 5 bằng 50 g. Như vậy 50 g dây thép dài 1 mét. Vậy 2.500 g dây thép thì dài bao nhiêu mét? Càng nặng thì càng dài, đúng không? Càng nặng thì càng dài. Các em so sánh xem là 2.500 g nó gấp 50 g là bao nhiêu lần, bằng cách là lấy 2.500 chia cho 50. 25 chia 5 bằng 5. Ở đây còn một chữ số 0 các em viết thêm vào. Tức là 2.500 g nó gấp 50 g là 50 lần. Khối lượng gấp 50 lần thì số mét cũng phải gấp 50 lần. Gấp 50 lần của 1 mét chính là 50 mét. 50 này chính là 50 mét. Rồi cụ thể các em hoàn thành bài tập số 4 này như sau. Như thầy giáo phân tích ở phần trên, ta có 1 mét dây thép nặng số gam là 250 chia 5 bằng 50 g. Vậy cuộn dây thép nặng 2.500 g dài số mét là 2.500 chia 50 bằng 50 mét. Các em nhớ đáp số. Bài tập số 5. Một xưởng sản xuất thủ công mỹ nghệ sản xuất được 315 sản phẩm làm bằng cây lục bình trong 9 ngày. 9 ngày sản xuất được 315 sản phẩm. A. Trung bình mỗi ngày xưởng thủ công đó sản xuất được bao nhiêu sản phẩm làm bằng cây lục bình? Vậy một ngày thì làm được bao nhiêu sản phẩm? A. Ta lấy 315 sản phẩm chia đều cho 9 ngày thì sẽ tính được trung bình mỗi ngày xưởng thủ công đó sản xuất được bao nhiêu sản phẩm. Rồi trước hết là các em làm câu E. Trung bình mỗi ngày xưởng thủ công sản xuất được 315 chia 9. 315 chia 9 các em chia xem là kết quả bằng bao nhiêu. À, bằng 35 sản phẩm. Mỗi ngày sản xuất được 35 sản phẩm. B. Với sản lượng như trên, để sản xuất được 280 sản phẩm, xưởng thủ công đó cần sản xuất trong mấy ngày? Rồi các em biết là 35 sản phẩm sản xuất trong một ngày. Vậy 280 sản phẩm thì cần sản xuất trong bao nhiêu ngày? À,
280 nó gấp 35 là bao nhiêu lần? Để sản xuất được 280 sản phẩm, xưởng đó cần số ngày là, các em tính xem là 280 nó gấp 35 là bao nhiêu lần? Ta lấy 280 chia cho 35 bằng 8 lần. 8 lần. Số sản phẩm gấp lên 8 lần thì số ngày cần sản xuất cũng phải gấp lên 8 lần. 8 lần của một ngày chính là 8 ngày. Được chưa? 8 lần của một ngày chính là 8 ngày. Rồi, các em đáp số câu A là 35 sản phẩm, câu B là 8 ngày. Tiếp theo là các em sang bài tập số 6. Quan sát giá bán của mỗi loại hộp giấy trong hình vẽ sau. Hộp to gồm 20 hộp nhỏ, mỗi hộp to có giá là 200.000 đồng. Hộp vừa gồm 3 hộp nhỏ, mỗi hộp vừa có giá là 35.000 đồng. Mỗi hộp nhỏ có giá là 13.000 đồng. Nếu cần mua 25 hộp giấy nhỏ thì nên chọn cách mua nào để số tiền phải trả là tiết kiệm nhất, tức là ít nhất? Khoanh vào đáp án thích hợp A, B, C hay là D. Rồi chúng ta cùng tiến hành phân tích bài toán. A. Mua một hộp to, 5 hộp nhỏ. Một hộp to có giá là 200.000 đồng. Cộng với 5 hộp nhỏ. Mỗi hộp nhỏ có giá là 13.000 đồng. Vậy các em cộng với 13.000 nhân 5. Rồi các em tính xem là kết quả cuối cùng bằng bao nhiêu. Đáp án B. Mua một hộp to. Một hộp to là 200.000 đồng. Cộng với một hộp vừa. Một hộp vừa là 35.000 đồng. Và hai hộp nhỏ. Tức là 13.000 nhân 2. Cộng với 13.000 nhân 2. Đúng không? Tổng vẫn là 25 hộp giấy. Rồi các em tính xem là kết quả bằng bao nhiêu. Tương tự đáp án C. Mua 8 hộp vừa. Một hộp vừa là 35.000 đồng. 8 hộp vừa các em lấy 35.000 nhân 8. Và một hộp nhỏ, tức là cộng với 13.000 đồng. D. Mua 25 hộp nhỏ, tức là 13.000 nhân 25. Rồi các em tính xem là kết quả của từng đáp án bằng bao nhiêu. Và các em chọn ra đáp án có số tiền là bé nhất. À, đáp án A bằng 265.000 đồng. Đáp án B bằng 261.000 đồng. Đáp án C bằng 293.000 đồng. Và đáp án D bằng 325.000 đồng. Trong các đáp án này thì đáp án có số tiền bé nhất chính là đáp án B, 261.000 đồng. Vậy các em chọn đáp án B. Cách mua ở đáp án B thì số tiền phải trả là tiết kiệm nhất. Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc em học tốt.